businesses and communities are being ransacked by crypto market. Brought me many realizations. 20 taught me never be complacent. I've got 20 years and I'm still changing. I've lived 20 lives and needed saving. So I got all these layers stacking up like Tetris. The depths of who I am cannot be seen in metrics. More than meets the eye or meets imagination. Yeah. 'Cause I'm more than just a woman. I'm more than just a person. I got all these dimensions. Whoa. Home up in my cell, plant a seed and grow. Where I still, 'cause I ain't have a shell. It's hard to understand when you don't know. It's hard to understand when you don't know. 'Cause we all got some shit that we don't like to mention. And the things that keep me up, they made me who I am, yeah. I can never say that I'm ready. Thank you. Papa đây. Tuku. Này là Jasmine Beauty. Còn này là gì biết? Ube. Ube. Ờ cũng là Jasmine luôn hả? Jasmine Beauty. Ube là nó có cái gì? À, màu tím khoai. Khoai môn mà. Khoai môn hay khoai mỡ? Cái gì á? Tarot. Khoai môn. Tarot. Nó gọi là Ube. Đây, chàng trai năm mấy? Cú rít. Giờ làm thầy rồi. Đầu chồng. Mua cái gì? Hot dog ăn thử. Cái này là của Hàn Quốc. Nó gọi là gì vậy? Cái chỗ này nè, quên này. Cho thẳng miếng nha. Bô bà ok. Sần sợ. Này y chang mà nó không có khoai môn. Nó sần sợ thiệt mà. Sao 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 mình là chỉ thích uống cái original thôi, như là nguyên thủy. Lười. Ăn nhiều mặt thay ra nè. Thì anh edit cho em quay thoải mái edit. Khó quá bỏ qua. Chứ vừa quay vừa edit người ta đi làm. Thì về người ta nấu ăn cho chồng. Đây cái này qua đây của em không? Thầy. Thầy. Sao ta? Giòn hả?
Nó giòn giòn. Ăn giống gì vậy? Chua rộn. Quen lắm, tại có đường. Cho nên đâu bỏ đường không? Ăn giống ăn pizza. Sao thành nè, đâu chua vậy? Giờ nó thấy không đều nè, có cái này nè. Nó tầm nằm Covid. Covid không dám. Không thay đường, không thay đường, tự cái rắp tóc. Lỡ tai, sợ hết tóc. Tai nạn nghề nghiệp, nghiệp dư. Ngán. Tai có đường. 2 đồng 99. Ăn được 2 thứ. Ăn cái cục hot đó nó giòn lên nè. Không, người này ăn nhiều mà không có mập. Mập, nó mập, mập bự. Con Linh làm trà. Trà. Nè, uống trà ăn nho. Uống trà ăn nho. Ngon đi. Bé yêu. Ngon bé yêu. Bé yêu. Trời ơi rau. Nè bé yêu. Nhìn nè. Thầy Trang mua đây cắt tóc á hả? Ờ, mua đây cắt tóc. Như ai cũng cắt chung á. Thì là gì mà hả? Hả? Cắt riêng của mình. Đang nhìn nữa. Giờ đi cắt tóc là phải đem mà. Đang nhìn nữa. Đem cái đồ đó. Cho đi nửa nước được không? Đó. Ăn đi. Ăn cái này nè. À, ăn nè. Ngon bé yêu. Bé yêu mẹ bì. Hả? Bé yêu mẹ bì nè. Cái nhỏ xíu. Mẹ bì chụp. Mẹ bì nhìn cái này đi, cái này dễ thương quá nè. Dễ thương. Ồ, rớt. Dễ thương. Ăn đi bé yêu, bé yêu đó nè. Bột chiên. Ngọt á. Trường cơm. Trường cơm hả? Sáng ăn gì rồi? Sáng trời ơi. Trời ơi. Sáng rồi nha, chưa nhịn nha. Mẹ gì mà kỳ. Rồi. Có mì nè, ăn không? Ăn thôi. Hai đứa ăn nho trừ cơm này. Ăn nho trừ cơm nghe chưa. Cái trứng xin để. Em xin để rồi nó một tinh tinh kìa. Ok. Tinh mở ra nha. 0%. Dạ. Nhưng mà người ta nói là 1%. Có một blue đằng kia. Cái này đi quay qua kia để cho thấy. Mày ăn nữa thôi. Đỡ kìa. Còn này. À, mày có mẫu này không? Ok. Mẫu này chơi rồi. Cái đồ. Đồ. Cái đồ. Cái đồ. Dạ, nay có thể nghĩ cái này nghe tôi ghét thêm. Tôi nhạc hơn tôi nói con là... Con báo hay mẹ bì ra? Mẹ bì ra.
Chạy nhau có biết vậy? Thì nè. Gì nè? Chạy đi, chú đuôi nó bơi. Ừ, bán như sáu đồng trái này. Nó mới tiêu như chuyện trên nó tiêu là gì? Nó rồi thì gì? Hả? Sao nó ăn? Cái nó dễ bị ấy không? Hả? Đó chị cũng mấy cái nó cũng hư thôi. Cái mày hả? Thấy gì, gì em thấy vậy? có cái bự có đồ cắm thì nó còn đã lâu mà nãy giờ vẫn còn thấy. Nó bị đông. Ăn gì á? Xin đợi ếch hả? Nó có gì chậm? Ai qua coi đi biểu gì? Chocolate. Ồ, chocolate hả? Với gì trắng trắng? Cũng chocolate hả? Mẹ. Con chồng đi bánh chocolate cho mẹ đây. Mẹ đây đây. Cái gì luôn vậy? Có đứa nào qua coi đi biểu gì? Này bánh gì nè? Bánh chocolate. Mà giống như cupcake vậy hả? Bự mà này là bánh lạnh này nhỏ nhỏ nắp tiền bịch bên khác nè. Đây múc cho con trước chân đây trước hay cho chị trước lấy muỗng họ lấy muỗng khác chân đây nha. Nhiều chuyện nó nhiều chuyện bây giờ nhiều chuyện ôi đây đây là con mẹ múc cho con nữa nhân nữa nhân nữa nhân nữa kiếm thằng riêng. Bài chị Út Thúy. Chị Út Thúy. Mẹ cái này gì vậy? Gì gặp lại mẹ múc thử mà. Cũng kem. Cái này là cái này là phúc hồng kem luôn. Mà lấy cái này nó không có mít. Mẹ ăn không? Thì nghe ăn đi. Tôi múc luôn. Múc khó khăn nè. Chanh muối. Bỏ tủ lạnh hả hay sao? Hồi bữa mày làm cái tắc nó ngon. Ừ. Ủa? Màu hồng quá ha. Tắc á. Thì bữa mẹ cho con tắc nhưng mà nó đang vui à. Mà này mình bỏ tủ lạnh nè, hay sao là hay để ngoài. Giỏi thầy. Yeah. Xin rau dền. Ây da. Nghe rồi. Xin rau dền. Ngoài đâu, ngoài ra ngoài hả? Làm cơ biết luôn. Hình như ông ấy cho phẩm mà ngoài. Phải không? Té đỏ. Té còn bây giờ té chảy máu đào lắm. Không nhiều ba. Còn một giác thì ba vũ vũ bóp ấy ra để liên tục vậy. Mì bịt tiền. Chi đồng ăn đủ. Ai làm? Hello mọi người. Mình đang quay bằng phone nên là cái chất lượng nó không quá tốt.
Bi muốn chia sẻ với các bạn cái máy này Bi đem theo để mà Bi uống á. Nhiều khi ở nhà không uống nhưng mà đem theo đi làm lại muốn uống, nên là Bi mua cái này cũng mấy chục đô Bi cũng quên rồi. Bi mua cái hiệu là Blendjet. Đó, cái này thì chạc thì mình có thể chạc ở trên xe được luôn, nên là Bi đem theo. Bây giờ thì Bi sẽ thử cho các bạn xem coi cái này nó xài như thế nào nha. Ok, trong đây thì Bi có bỏ chia seed, cái hộp giống như hộp é nhưng mà là hộp chia rất là tốt. Với lại hồi sáng Bi có bỏ dâu ra nhưng mà Bi thấy đầy quá nên Bi lấy ra, còn một trái nó dính vô cái đồ xay á, nên là Bi lấy nó không được nên là Bi để đó luôn. Đó, cái này thì rất là tiện, các bạn chỉ cần bấm thôi. Và nếu như mà nhiều quá đó thì các bạn cần phải xoay nó vậy nè thì nó mới nhuyễn được hả. Ok, bây giờ thì Bi bỏ thêm dâu với lại chuối vô đây. Đây Bi có đem theo này, mấy cái này là trái cây. Cái này Bi ăn không, này cũng ăn không, cái này chắc Bi cũng ăn không, tại vì Bi thấy bỏ vô ăn không thì ngon nhưng mà bỏ vô sinh tố thì nó kiểu nó uống, khi mà uống á nó bị dướng dướng cổ khó chịu lắm. Đó, bây giờ Bi chổng ngược lại Bi xay. Tại vì chút Bi vô đi Bi làm thì Bi sẽ cầm cái này Bi uống. Đó, thì nó vậy thôi. Đó, tiện lợi không? Bây giờ thì Bi sẽ làm bông cải xào với lại gà. Gà bữa ăn còn dư, xào với cải. Xắt nhỏ ra. Gà với lại bông cải xanh với lại mè, cơm chín rồi. Hôm nay bỏ hơi nhiều mấy con này nó dạ quang. Bravo. Bên này có 32 sen. 32 sen có hả? Dạ. Còn mấy này dễ chết hả? Mua chậu nuôi nuôi thủy sinh. Sẽ chiên bột chiên. Cái này ba mẹ Bi làm á, cái bột á,
bây giờ thì mình chiên thôi. Này bị bỏ thêm oyster sauce cho cái màu nó đen đen chút. Chắc là người ta bỏ nước màu nhưng mà Bi không có, nên Bi bỏ oyster sauce. Bi thì rất là thích nó giòn là giòn á, nên là Bi sẽ để cho nó giòn, ớ là giòn, xong rồi mới bỏ trứng vô. What's there to say? There's nothing but space in between you and I. It's okay that we change, but it feels kinda strange that you're not in my life. You're the only one that saves me when I'm alone. You're the only love that I've ever known. But we turned into a flower that never grows. I was hiding like the moon, like I never saw. I should've told you that I loved you one more time, one more time, one more time. I should've told you that I loved you one more time, one more time, one more time. I should've told you that I loved you every night. Oh, that's on my mind. I told you that I loved you one more time, one more time. Bây giờ chỉ chờ dâu khô, xong rồi Bi bỏ vô bịch, bỏ lên ngăn đá để từ từ rồi xây sinh tố, tại vì sợ để ngoài nó hư á.